sống đời đi có chuyện gì đâu kìa. Xin chào tất cả mọi người, mọi người ơi nhỏ nhỏ ba. Xin chào tất cả mọi người đã đến với livestream của Susu. Mình đây. Xin chào mọi người nha, mọi người vui không? Vui không gặp mình đi. Hello, xin chào mọi người, mình là con gái nha, chứ không phải con trai đâu mà. Người đừng có lầm nha. Tại vì tạo hình gì giống chú mâu hay gì đó, nhưng mà thật ra mình là con gái. Hello mọi người. Su ơi, bán 2 cái bột giặt về mày ăn cho nó nở bể bụng mà làm gì kỳ vậy má. Nay Su với một ngoại em dạy Su nha. Su luôn ấy nha. À nhìn Su nhớ bà nội quá. Nội ơi, con chào nội, nội ơi. Hello Thuận Minh, giống bà nội luôn mà. Chào mày nha Thuận Minh nha, bà nội nha con ơi. Ủa đâu mày hãy mang vú nội ra nhớ ông Thuận Minh hả? Mày ngắt vú tao đau quá Thuận Minh ơi. Nghe nó ngắt nè, nó ký đầu với bà nội mày ngắt. Không ngắt má. Thuận đó. Mà anh lên. Thuận luôn. Chết rồi. Quỷ mèo này bị ô mâu hay cái gì á? Không sao á. Tặng em đi khỏi. Tặng em khỏi để được không xu. Mày giống má tao quá trời, bàn thờ tao còn chỗ kìa, mày lên mày ngồi đi. Trời chỗ tao bán vô sinh. Nội ơi, cái quỷ. Có mức trà xanh vậy em không có dùng trà xanh quý vị nha. Em qua đây này lộn luôn. Khánh ca cho mình 5 hộp đi xu. Ok Khánh ca nha. Ủa tao bán 6 hộp mà. Ủa không, 5 hộp bao cao su hương dâu. Mày lấy bao cao su hương hương mẵng cầu không hả, hay hương sabu chê không? Trời tao bán đồ ăn vô mua bao cao su, mày lấy mấy chồng cái đầu mày hả, làm cái gì? Trời tao tức á, tiệt á. Su ơi, sao gừng không đem kho thịt mà đem làm mất? Ủa tao mua mất về tao làm, tao mua gừng về tao làm mất chết ông nội ai mà không cho tao làm, bắt tao kho thịt. Rồi kho thịt xong mày không lấy tỏi mày lấy mất. Ủa mày lấy gừng chi vậy hả? Chi vậy Dạ có mức cốc không vậy? Mức cốc là không có bán mức cốc mày ơi. Tao bán đủ thứ mức hết trơn, không có bán mức cốc. Mức cốc là gì? Là móc cái cốc ra cho mấy má đó. Không có được, không có bán mức cốc mẹ. Trời ơi, mức cốc nghe thấy ghê quá. Có trả góp nha, để số nghèo lại nha. Taxi đòn nha. Hôm nay đàn ông vậy cô, trời tao đang làm con gái mà đàn ông cái gì trời, làm gái đeo vàng như đàn ông gì trời. Ai chưa follow trang TikTok tôi follow đi trời, follow đi để bữa nào tôi cũng live stream tôi bán hàng nè. Ai trên TikTok muốn mua hàng thì vô trang fanpage Thấm Liệu Lầy Lội trên Facebook á, lên Facebook gọi cho Thấm Liệu Lầy Lội ra nha. Dạ tóc mới đẹp quá, cảm ơn. Tóc này là mới gì, do là hồi nãy mới sửa điện quý vị nha, sửa cái tủ lạnh và không biết rồi sao nó giật thấy bà nội luôn, giật cũng lòi vậy đó mà không biết lội gì nữa. Rồi cho 200ml dung dịch tao giái nha. Mày cho mấy cái dung dịch vô tầm bậy tầm bạ nó nổ cháy nhà mày, ráng chịu. Chỗ tao bán hàng mày vô cho dung dịch. Đã tao nói tao học quá có 2.0 hà. Tao chửi lộn với bà cô 2 lần, bị bà đuổi về 1 lần. Cho nên mày bớt lại đi. Mày bớt vô đây bài quá đi. Cứ vô mày lên bài công nghệ, bài lý tao giải cho mà coi. Trời ơi, đó tao học lý giỏi môn quá rất là nhiều. Là 3.2 nha. Cũng bị khống chế, 3.5 là khống chế rồi mà nha. Dạ em không có bán trà xanh quý vị nha. Em không có bán trà xanh. Em chỉ biết bài Duyên Phận Phần là con gái chứ một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà tiếng như trong đồng đường dài. Tầng 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 tầng. Cạnh nhà neo đơn bày em chưa lớn, chiếu đôi da dánh ngọc ngằng. Lên mất giùm em đi. Rồi một lát em có bán quà Tết nữa quý vị. Một giỏ quà Tết đây nè. Đó. Em có bán giỏ quà Tết đó, giá cực rẻ luôn. Mẹ ơi, giá cực rẻ luôn cho quý vị mua quà Tết nha. Rồi. Chào anh Hùng, ở anh Hùng chào em nha. Quý ơi, vừa cười vừa khóc vừa bán đi. Ê Minh Nam ơi, mày chơi cái gì mà khó khăn vậy, mày có mua mà mày làm gì khó vậy? Trời ơi, vừa cười mà vừa khóc mà vừa bán nữa. Ông đi về nào. Mua đi mọi người ơi. Mọi người mua đi. Như con điên. Như một con điên thật sự. Trời ơi, vừa cười vừa khóc vừa bán. Má ơi, mất bao nhiêu miếng ông nội, tao giờ cũng ngồi điếm rảnh đó trời. Bán vô cái quả đầu đi, lấy không? Lấy luôn, bán luôn 70 nha. Em không biết ăn mứt, chỉ cách em ăn mứt đi. Ê Cường Trần, ăn mứt đó em kẹp. Em lấy cái miếng mứt này nè, em để vô nách em kẹp lại, cái lỗ nách em nó tự tiêu hóa cái mứt đó đó em. Thì mày ăn mà cái lỗ miệng chứ đâu mày hỏi. Trời đất ơi, mày ăn rồi đó, giờ mày ăn bằng cái gì? Mày ăn cơm bằng cái gì? Mày nói ăn bằng lỗ gèn đi. Mày ăn bằng lỗ gèn đi. Ăn
ăn cơm nó ăn mất mà nó còn hỏi mình ăn bằng cái gì, ăn sao, khổ có thức không, mất gừng có kèm muối chấm không, mày làm như tao bán xài vậy mày, mất gừng mà nó hỏi có kèm muối không, có ba mớ không, ăn không ngon trả lời được không xu. Trời ơi, hỏi gì cũng hỏi, nó ăn không ngon mày inbox tao cái tao chặn mày rồi, lấy gì mày trả, tao điên á, tao để cho mày trả, chặn liền. Trước tình hình đại dịch Covid đang phát triển cái gì vậy Minh Nam, mày làm trong nhà nước cái gì vậy, gì mày comment cái gì vậy, trời ba mớ gì. Sukana hello mấy bạn mình tiktok dạ ba hộp vuột luôn gắn qua giùm anh, ba hộp 99.000 còn 6 hộp là 160.000, ba hộp cũng là ba hộp khác nhau, ba loại nha quý vị nha, chứ không có cùng một loại nha. Nhìn chị giống con khỉ quá. Ờ chị cũng nhìn chị giống con khỉ đó, chị nói thiệt dốc chết liền nha. Bán con cái sớ rồi không á, trời ơi sớ là cái gì con, là cái gì hả con Đăng Như hả, mức ngon không Thu Thanh Nga, mày vô chỗ người ta live stream chỗ ta bán đồ ăn mày hỏi ngon không, không ngon đâu má, đừng có mua, không ngon tao lên đây tao bán chi, mỏng lẽ đồ ăn tôi bán tôi nói má ơi dở lắm, dở như hạt vậy đó, đừng có ăn má ơi. Dạ thưa mẹ ngon, mẹ mẹ nó ngon hơn tôi nữa má. Trời ơi trời, bán em hộp rưỡi đi, nửa hộp kêu mày đập đá gì vậy hả, một hộp hoặc hai hộp tôi mua nửa hộp, hỏi cô tức không. Ai đang coi trên TikTok muốn đặt hàng thì vô bên fanpage giùm em nha, fanpage là thấm liệu lầy lội nha quý vị nha, em đang like bên thấm liệu lầy lội quý vị ha. Tôi ơi có bán mức gừng tươi không, bán em 1 kg dừa kho gà, kho gừng. Ê cái chợ nhà gần nhà mày bị cháy rồi Phương, chợ gần nhà mày bị cháy không có ai bán ở đó hết Phương hả, hả cái con gì nè, đâu rồi con Yến, Yến Bê Dương nè, cái chợ gần nhà cháy rồi hả cưng, sống ra đó mua trời ơi, mà nó ra nó mua gừng tươi, hỏi có tức không. Rồi quý vị ba hộp nha, ba hộp là 99.000, 6 hộp là 160.000 nha. Ui đù, trời ơi nó để dưới chân tôi má ơi, ác ghê vậy, lấy ra. Rồi quý vị ba hộp, ba hộp nha quý vị nha, ba hộp là 99.000, ba hộp thì chúng ta sẽ có rất là nhiều loại nha, như là mứt gừng nè đó, dâu tầm, mứt dâu tầm, mứt dâu tây, hai cái này là em bao giá em bao ngon luôn nha, mứt dâu tầm, mứt dâu tây. Rồi bánh cuộn ha, bánh cuộn. Rồi mình bên cạnh đó mình sẽ có là hạt dưa, rồi hạt hướng dương nữa nha quý vị nha, hạt hướng dương em vô hũ nhỏ cho quý vị luôn, là ba hộp là 99.000, sáu hộp là 160.000. Quý vị lên đơn liền giùm em, lên đơn liền giùm em nha.